Chào mọi người, chào mừng mọi người đến với Ông Bất Phim kỳ này. Hôm nay sẽ là một bộ phim mà được mọi người yêu cầu rất nhiều, về một chú hề và một nhóm bạn vì muốn cứu thế giới mà tập hợp lại cùng đoàn kết lần nữa. Sau một trận chiến, cuối cùng cũng đánh bại được chú hề. Bộ phim bắt đầu với cảnh một đám bạn đang ngồi trên cỏ. Đứa trẻ cầm đầu Bill là một người rất kiên định. Không lâu trước, chú hề đã bắt mất em trai cậu. Để cứu em trai, Bill chỉ đã đám bạn cùng nhau vượt qua khó khăn, đánh bại chú hề. Nhưng em trai cậu không thể trở lại được nữa. Lúc đó, Bill quyết định biến đau thương thành sức mạnh, dũng cảm đối diện với tương lai. Bill cùng đám bạn lập lời thề, chú hề thì không thể giết chết được. Cứ cách một thời gian hắn sẽ lại xuất hiện. Chỉ cần chú hề xuất hiện, Bill cùng bạn bè sẽ tập hợp lại cho tới khi hóa giải được nguy hiểm. Thời gian trôi mau, chớp mắt, đám bạn đều đã trưởng thành. Và những ngày tháng yên bình đó, chú hề lại xuất hiện rồi. Trong viêm đen, hắn tấn công một người đàn ông bất hạnh. Mike mau chóng biết được chuyện này. Cậu biết được chú hề quay lại rồi. Chú hề sẽ tạo ra những cơn ác mộng để báo thù, để chống lại hắn. Mike liên hệ với bạn bè. Bill giờ đây đã trở thành biên kịch. Richie trở thành một nhà diễn thuyết, công việc chính là đứng thuyết trình trên sân khấu. Eddie trở thành một giám đốc, làm bạn với cổ phiếu. Còn cậu mập mà mọi người đều coi thường, Ben lại trở nên đẹp trai giàu có. Dù đã trở nên đẹp trai, nhưng Ben vẫn không quên được người thầm thương hồi bé, Beverly. Những năm nay, Beverly sống không được tốt lắm. Cô kết hôn với một người đàn ông không yêu cô, thường bị bạo lực gia đình. Không lâu sau, Mike liên hệ với người cuối cùng, Stan. Nhưng tiếc là Stan không chịu được sự đáng sợ của chú hề nên đã tự sát. Những ngày sau đó, nhóm bạn thuận lợi tập hợp, chuẩn bị cùng nhau đánh bại tên hề hung dữ. Lúc đó, chú hề bắt đầu hành động. Hắn để lại một lời nhắn đáng sợ cho mọi người, còn biến đồ ăn trên bàn thành thứ khiến người ta sợ hãi. Mỗi người sẽ nhìn thấy cảnh tượng khác nhau, sợ hãi suốt một đêm. Mọi người nhận được tin Stan đã chết rồi. Họ không thể tiếp thu được sự thật tàn nhẫn này. Cùng lúc đó, một thảm án đã xảy ra tại sân bóng gần đó. Chú hề dùng đom đóm thu hút một đứa bé đáng yêu, Victoria. Thấy chú hề, Victoria mau chóng chạy trốn. Nhưng chú hề lại dùng lời lẽ hoa mỹ để dụ dỗ cô bé. Trên mặt của Victoria có một vết bớt. Vết bớt này khiến cô bé rất tự ti. Sau khi bị dụ dỗ, Victoria từ từ đi qua đó. Chú hề lập tức há miệng, nuốt chừng cô bé. Hắn không ngừng giết chóc. Tới tối, những người bị chú hề mê hoặc cũng bắt đầu tàn sát. Nhóm bạn biết được chuyện này, họ mau chóng tìm cách đối phó chú hề. Không lâu sau, Mike tìm được một thứ đồ cụ đáng ngờ. Những người chạm vào nó sẽ tiến vào ảo ảnh kỳ lạ. Ở đây, Mike nhìn thấy một bộ tộc cổ. Họ đang tiến hành nghi thức gì đó. Nghi thức này cực kỳ đáng sợ. Mike tin rằng đây là một nghi thức trừ ma, nên cậu muốn cùng bạn bè tiến hành nghi thức này một lần nữa. Có lẽ nghi thức này có thể tiêu diệt được chú hề. Sau khi suy nghĩ, mọi người bắt đầu hành động. Tình cờ tiến vào một căn hầm kỳ lạ. Thì ra nơi đây là nơi bí mật mà họ từng xây lên lúc nhỏ. Ở đây, mọi người nhớ lại tuổi trẻ, nhớ lại lời hứa thuở bé. Nhưng họ lại phát hiện một số ký ức của họ đã biến mất. Có một số chuyện làm cách nào cũng không nhớ được. Mọi người phải tìm lại những ký ức quý giá đó thì mới có thể đánh bại được chú hề. Sau khi suy nghĩ, Beverly quyết định về nhà cũ. Hiện giờ, nơi đó đang có một bà già kỳ lạ ở. Người bố biến thái của cô đã chết rồi. Nhưng ký ức đáng sợ khi bị xâm phạm hồi bé thì vĩnh viễn không thể biến mất. Điều đáng sợ hơn là bà già đó là do chú hề biến thành. Trong phút chốc, bà ta biến thành một thây ma đáng sợ. Beverly rất sợ hãi. Cô chạy thẳng tới góc phòng. Trong khoảnh khắc này, chú hề đáng sợ lại xuất hiện. Mặt hắn đầy máu. Beverly sợ hãi chạy trốn. Ở nơi khác, Richie đang gặp rắc rối. Ở trong sảnh trò chơi, anh nhớ lại quá khứ bi thảm của mình. Ở công viên, Richie từng bị một bức tượng khổng lồ truy đuổi. Bức tượng này chính là do chú hề biến thành. Để khắc phục nỗi sợ, Richie cố tìm tới công viên lần nữa. Quả nhiên, chú hề đang ở đây. Hắn đe dọa rằng sẽ công bố chuyện anh thích đàn ông cho mọi người biết. Nếu chú hề làm thế thật, Richie sẽ bị xã hội dìm chết. Nhìn tên hề đáng sợ, Richie không dám ở lại thêm một giây nào nữa. Quay người chạy khỏi. Hai người bạn đều bị chú hề trêu đùa thảm thiết. Bill thì đỡ hơn chút. Anh mua được chiếc xe đạp cũ từ một tiệm đồ cũ, nhớ lại ký ức khi em trai mất tích. Nhiều năm trước, chú hề bắt em trai anh xuống cống nước. Bill vẫn luôn coi chuyện này là do mình mà ra. Không lâu sau, anh trở lại cống nước đó. Ở đó, Bill nhìn thấy em trai đã mất tích của mình. Nhưng rõ ràng đây là ảo ảnh do chú hề làm ra. Để thoát khỏi ảo ảnh, Bill gần như dùng hết sức lực. Anh có thể thoát khỏi những cánh tay đó, nhưng vĩnh viễn không thể thoát khỏi ác mộng. Bill còn chưa bình tĩnh lại thì Ben lại gặp chuyện. Anh nhớ lại chuyện lúc nhỏ. Ben không biết Beverly trước mặt anh là chú hề biến thành. Sau một lúc, hai người bắt đầu đuổi bắt. Ben không thể thoát khỏi tên hề đáng sợ, bị dọa tới lùi về sau. Những phút giây cuối, tên hề nói ra những lời tổn thương Ben. Lúc nhỏ, Ben vừa béo vừa xấu. Anh rất thích Beverly nhưng lại không được hồi đáp. Chuyện này khiến Ben rất tự ti. May mắn thay, cuối cùng Beverly lấy ra một bức thư tình. Bức thư này là do Ben viết. Người con gái mình thích lại giữ đồ của mình. Ben cực kỳ vui vẻ. Ám ảnh bao năm cũng biến mất. Ở một bên khác, Eddie cũng đang nhớ lại những ký ức đáng sợ. Hắn đưa Eddie đến một bệnh viện. Anh nhìn thấy mẹ của mình.
để cứu mẹ. Eddie cố gắng hết sức, sau đó thì một cái xác chết đáng sợ xông ra. Hết cách, Eddie chỉ đánh quay người bỏ chạy. Nhớ lại xong, Eddie lại gặp phải xác chết thật. Anh vội vàng chạy về nhà, nhưng chú Hè không định dừng lại. Hắn dùng một cái ván trượt gửi tư nhắn tới cho Bill: nếu mày không tới cứu người thì tao sẽ giết chết nó. Thì ra hắn định giết chết cậu bé mà Bill gặp lúc trước. Hiểu rõ, Bill lập tức chạy đi. Anh không cho phép bất cứ ai bị thương vì chú Hè. Nhưng tiếc là cậu bé đó bị vây trong nhà gương. Bill không thể làm gì cho cậu bé ấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn chú Hè nuốt chừng cậu bé. Lúc đó, đám bạn cũng gặp phải một đống rắc rối. Trưởng thành rồi, mỗi người đều sẽ gặp phải một số vấn đề. Có một số chuyện sẽ trở thành ám ảnh cả đời. Nếu nhóm bạn không thể khắc phục được nỗi sợ trong lòng, thì chú Hè sẽ không bao giờ bị đánh bại. Mike hiểu rõ điều này, nhưng lại không thể khắc phục được nỗi sợ. Trong lúc đọc sách, Mike gặp phải một người bị chú Hè mê hoặc. Người đàn ông này cực kỳ hung dữ, dùng đao tấn công những người xung quanh. Hết cách, mọi người chỉ có thể giết chết anh ta. Giờ đã tới lúc cùng nhau đối diện với nỗi sợ. Dưới sự dẫn đầu của Bill, mọi người tới ngôi nhà hoang. Mục đích của họ chính là đánh bại chú Hè một lần nữa. Không lâu sau, nhóm Bill tiến vào ngôi nhà. Trong nhà vẫn giống như lúc trước, nhưng mọi người thì không hề bị dọa. Mãi tới khi chú Hè tấn công một người, tủ lạnh có xuất hiện một cái đầu người. Đây là đầu của Stan đã chết. Để khắc phục nỗi sợ, mọi người bắt đầu tấn công. Không lâu sau, cái đầu biến mất. Nhưng mọi người cũng vì thế mà bắt đầu đánh nhau. Đây chính là kết quả mà chú Hè muốn. Bill biết rõ điều này, lập tức dừng lại. Mọi người tiếp tục lên đường, chuẩn bị quyết chiến một trận. Trong lúc thăm dò, Beverly gặp phải một con búp bê đáng sợ, còn bị nó kéo xuống nước. May là bạn bè đã cứu được cô. Trong lúc tiếp tục thăm dò, Mike phát hiện được một miệng giếng. Mọi người quyết định đi xuống dưới đáy giếng tìm hiểu. Sau khi tới đáy giếng, Mike lấy thứ đồ cũ ra, rồi dùng lửa đốt lên. Mọi người bắt đầu tiến hành nghi thức. Họ cần đốt những thứ đồ kỷ niệm của mình. Beverly đốt bài thơ tình, Richie đốt xu trò chơi, Mike đốt tín vật tình bạn. Những người bạn khác cũng lần lượt ném đồ vào lửa. Sau đó bắt đầu nghi thức. Họ niệm khẩu hiệu trừ ma để ánh sáng đẩy lùi bóng đêm. Không lâu sau, có mấy quả cầu rơi vào trong đạo cụ, nhưng họ vẫn không đánh lùi được chú Hè. Hắn cũng không hề yếu đi. Sau một lúc, chú Hè biến thành một quái vật nhiều tay. Nhóm bạn chỉ có thể bỏ chạy và cố sống sót, nhưng họ không thể thoát khỏi chú Hè, chỉ có thể rơi vào ác mộng do hắn tạo ra. Trong mơ, Beverly bị nhốt vào một căn phòng vệ sinh. Ở đó, cô gặp phải tên hiệu trưởng ác độc và ông bố kinh tởm. Còn Ben thì bị ném vào một ngôi mộ. Nhưng cuối cùng thì Beverly cũng nắm được tay Ben, hai người thoát được khỏi sự khống chế. Nhưng Bill không may mắn như vậy. Anh gặp phải bản thân lúc nhỏ, còn gặp cả người em trai đã chết. Để sống sót, Bill chỉ đành tự tay giết chết em trai, vì anh biết mọi thứ là do chú Hè tạo ra. Chú Hè biết mình không giết được Bill, nên hắn đi tìm đám Mike. Trong lúc quan trọng này, Eddie hèn nhát đứng ra, dùng một ngọn giáo phi thẳng vào người chú Hè. Nhưng hắn không chết, còn khiến Eddie bị thương nặng. Nhóm bạn đã hiểu ra một số chuyện. Dường như chú Hè đang gặm nhấm nỗi sợ của họ. Nói theo cách khác, chỉ cần họ không sợ thì chú Hè sẽ yếu đi. Sau khi suy nghĩ, mọi người quyết định cùng nhau đối diện với hắn. Họ dùng mọi lời lẽ để mắng chửi chú Hè, hạ thấp hắn tới cùng. Nghe những lời đó xong, cơ thể của chú Hè càng lúc càng bé lại. Mike móc tim hắn ra, mọi người cùng nhau bóp nát tim hắn. Ác mộng liền biến mất, chú Hè cũng không còn nguy hiểm nữa. Trước lúc chết, hắn nói một câu: nói xong câu đó, nhóm bạn chuẩn bị chạy khỏi hang ổ của chú Hè. Eddie bị thương nặng đã chết. Mọi người nén đau thương tìm đường chạy trốn. Mấy phút sau, nhóm bạn chạy ra bên ngoài, còn ngôi biệt thự cũ nát thì sụp đổ. Cuối cùng, nhóm bạn cũng trở về được cuộc sống bình thường. Ben yêu thầm Beverly nhiều năm, cuối cùng cũng có được trái tim của người con gái mình yêu. Bộ phim này có chủ đề rất rõ ràng, đó chính là khắc phục nỗi sợ. Nỗi sợ đó có thể là thứ gì đó mà bạn sợ, có thể là gia đình, cũng có thể là ký ức mà bạn không dám đối mặt. Những đứa trẻ trong phim dần dần lớn lên, rời khỏi thị trấn. Những ký ức thơ bé dần dần trở nên mơ hồ, thậm chí là bị quên lãng. Đó chính là chúng ta trong hiện thực, chạy trốn khỏi nỗi sợ và trách nhiệm không dám đối mặt, che giấu quá khứ mà chúng ta không dám đối diện. Nhưng như vậy thì chúng ta cũng sẽ đánh rơi hạnh phúc, giống như những gì mà bộ phim biểu đạt. Khi nhóm bạn trở về thị trấn, những ký ức đáng sợ đều trở lại. Nhưng quan trọng hơn là những ký ức vui vẻ của họ ở thị trấn, tình bạn khó quên của họ cũng trở lại. Cuộc đời con người nhất định sẽ có đau khổ, cùng sợ hãi. Nhưng nếu không thừa nhận phần đó của cuộc đời, thì cuộc sống đâu còn hoàn chỉnh nữa. Được rồi, bộ phim hôm nay tới đây thôi. Nếu các bạn thích video này, hãy like, share để ủng hộ chúng mình. Hẹn gặp kỳ sau. Tôi là ông Bất Phim, kênh review các bộ phim hay. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của chúng mình nhé.